Là một thầy giáo mỹ thuật có gần 20 năm gắn bó với nghề, dành nhiều tâm huyết cho ngôi trường với nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Heckmann Gmeiner. Thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh đã sáng tạo nên hình thức vẽ bằng phấn bảng vô cùng sinh động và độc đáo. Những tác phẩm nghệ thuật từ phấn bảng này không chỉ được người dân trong tỉnh biết đến mà còn phủ sóng trên toàn quốc. Bảng và phấn màu là những vật dụng quen thuộc đối với giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, dùng nó để sáng tạo nên những bức tranh sinh động đã thực sự gây chú ý. Khi nhìn vào những bức vẽ này, người xem phải trầm trồ bởi độ tinh xảo và sắc nét, bay bổng và vô cùng điêu luyện. Tôi tiếp xúc với cái vẽ bảng này, đó chính là một cái chất liệu trong những cái chất liệu khó nhất, bởi vì chất liệu này nó bị nghèo màu bởi những cái sản phẩm đó ở trên bảng ấy, thì đó là cái độc bảng. Qua những cái bức vẽ thì tôi muốn truyền tải những cái thông điệp, thứ nhất là về cuộc sống, thứ hai là vẽ có những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, và đặc biệt đó là những cái hay, cái điều giản dị nhất trong cuộc sống, những cái công việc hàng ngày bình dị tôi đưa vào những cái tác phẩm đó. Đối với công việc của tôi hiện nay đang là giáo viên mỹ thuật của trường phổ thông Heckmann Gmeiner. Đấy là một môi trường khá là đặc biệt vì đấy là thuộc tổ chức SOS quốc gia. 1/2 học sinh của chúng tôi là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và một nửa còn lại là học sinh ngoài. Thì tôi muốn những cái tác phẩm của tôi để gieo cho các cháu những có cái ước mơ và có những cái tri thức để sau này các bạn phục vụ cho những cái công việc trong tương lai. Những viên phấn màu, những chiếc bảng sinh từ lâu đã trở thành vật liệu thân thương, góc sáng tạo dành cho thầy giáo mỹ thuật đam mê vẽ. Với mong muốn thông qua những bức vẽ của mình tiếp thêm nghị lực, nhen nhóm ước mơ cho các em học sinh thành công trong tương lai. Và có lẽ cũng chính bởi nhiệt huyết, tình yêu người yêu nghề đã giúp thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh giành được nhiều thiện cảm của các em. Mỗi tiết học của thầy trở nên thú vị, được mong đợi. Thầy Hạnh là một thầy giáo thân thiện và gần gũi trong tiết học. Tất cả các bạn trong lớp chúng em đều rất là hào hứng để chuẩn bị vẽ bức tranh của mình. Và đặc biệt, thầy truyền cho em một tình yêu lớn với bộ môn vẽ. Khi mà tham gia tiết học của thầy Hạnh thì em cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi và rất mong muốn được có thể đến tiết của thầy để học. Và mỗi lần thầy lên lớp thì thầy đã truyền cho lớp chúng em rất là nhiều năng lượng tích cực và đã truyền hết tất cả những gì mà thầy hiểu biết cho chúng em. Và điều mà em ấn tượng nhất ở thầy đó chính là lúc thầy dùng những viên phấn đó vẽ trên bảng và đã khiến cho em cảm thấy rất mong muốn được một lần được sống như thầy. Gần 20 năm gắn bó với nghề, không ngừng tìm tòi học hỏi để chinh phục những cái mới, tìm lối sáng tạo riêng, mong muốn gửi gắm những thông điệp tốt đẹp về giá trị thẩm mỹ, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ và ghi nhận của đồng nghiệp. Thầy Hạnh vào trường ở đấy với cái tình yêu trẻ, với cái tình yêu nghề, với cái năng khiếu về mỹ thuật của thầy, thì thầy vẫn ấp ủ để tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật để mà truyền tải những cái thông điệp về những cái tình cảm của thầy đối với con người và cuộc sống. Và thực sự thầy Hạnh là một cái giáo viên có rất nhiều tâm huyết và mong muốn cống hiến cái sức mình tạo cho học sinh được những cái niềm yêu thích đối với là cái môn mỹ thuật và đối với cái công việc là sáng tác của thầy. Vẽ không đơn giản chỉ là một hình thức nghệ thuật. Vẽ còn mang nhiều giá trị hơn thế. Thông qua cái nhìn đa chiều được phác họa bằng tranh vẽ, người họa sĩ mong muốn lan tỏa tình yêu thương. Đó cũng chính là giá trị tốt đẹp nhất thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh mang tới cho mọi người.